Khi mình có những em mà học tới 2 buổi giống như em Võ Thái Thanh nè, em Thái Thanh sáng em đã có mặt rồi, sao chiều nay em vẫn có mặt vậy, cho tốn thời gian vậy? Em Thái Thanh đó, Hồi sáng em là... em nghĩ là chiều nay em bận, nhưng mà cái lúc sau giờ ra chơi thì cái em đăng ký học phần xong em không có chung năm nên là em vô lại. Tức là sao giờ ra chơi là em không có tham dự lại hả? Dạ em không có nghe được chung năm hết rồi. Rồi em Bi cũng vậy, em Nguyễn Văn Bi, như sáng em cũng có học đúng không? Không có hả? À, thì nhớ là như sáng thì lại có cho em vô. Rồi. Thôi chúng ta bắt đầu nha. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ xem lại. À, tất cả chúng ta sẽ xem các cái bài tập chương 4 đúng không? À, để em sẽ để lại cho nó. Chương 4. Em lấy lột bài tập chương 3. Đây. Chúng ta bữa nay là cái buổi đầu tiên, cái phần đầu chúng ta sẽ xem xét giải các bài tập chương 4. Và sau đó là gì? Đó là chính là các cái bài chính là cái nội dung chương 5, là một cái chương quan trọng ha. Đây, các em sẽ mở cái bài tập chương 4 ra, đúng không? Chương 4. Tất cả các em đều thấy tập chương 4. Như vậy thì trong chương 4 vừa rồi chúng ta đã đề cập tới lợi ích và lý thuyết trò chơi, thì chúng ta xem xét bài tập theo 2 nhóm. Đầu tiên là các bài tập về về lợi ích, đúng không em? Lớn quá. À. Tuy nhiên một cái bài tập về lợi ích thì như thầy đã nói, đầu tiên luôn luôn người ta phải cho bản quyết định, bởi vì bản quyết định tức là các cái giá trị mà tiền tệ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách nhìn hay cái quan điểm của những người mà xem xét về mặt lợi ích. Tất nhiên khi nói về xem xét lợi ích thì chắc chắn người ta phải cho một cái bảng thể hiện quan điểm của các người đó. Ở đây ta thấy có 3 người là A, B, C, và cái bảng thể hiện xác suất của sự không khác biệt. Thì để thầy giải thích rõ thêm, đôi khi hôm trước thì nói như vậy thì các em chưa hình dung được tại sao gọi là xác suất của sự không khác biệt. Có nghĩa là đang thể hiện cái quan điểm của một cá nhân cho rằng với cái giá trị đó đó, với cái xác suất mà xuất hiện giá trị đó thì mới bắt đầu quan tâm hay là có ý nghĩa đối với người đó, đúng không? Rồi giả sử ta xem ở người A nè, thì đối với người A thì một cái giá trị 80 để mà có ý nghĩa hay là đối với họ, với đối với người A này thì cái xác suất xuất hiện phải là 95%, nhưng đối với người B là chỉ cần 70% thì cái giá trị 80 này đã có ý nghĩa rồi, người C thì 90%. Đấy. Do vậy thì đối với các bài tập lợi ích này luôn phải thể hiện quan điểm. Và ta có thể vẽ hàm lợi ích đúng không? Hàm lợi ích hãy nhớ ta vẽ là như thế nào? Trục tung chính là các cái lợi ích và trục hoành là
giá trị tiền tệ. Như vậy cái giá trị điều kiện tiền tệ này sẽ là trục oanh. Trục tung là lợi ích. Tuy nhiên ta phải đổi cái bảng xác suất này ra lợi ích thì cũng dễ ha. Thực chất là chúng ta cũng đâu có tính gì nhiều, ta chỉ cần dịch cái dấu phẩy thôi, phải không? Bởi vì thường chúng ta đang lấy cái lợi ích lớn nhất là bằng 10 hoặc là 100. Như vậy nếu ta lấy 10 ta dịch bên phải một dấu phẩy, ta lấy 100 ta dịch bên phải hai dấu phẩy, không em? Thế thì khi đó ta sẽ có ba loại người, tức là né tránh rủi ro, chấp nhận rủi ro và trung dung, đó là cái câu B đấy. Tuy nhiên làm sao ta biết được, khi ta vẽ ra thì cái hình dạng tương ứng về mặt đồ thị lợi ích của mỗi người sẽ cho thấy cái đặc tính của người đó. Chúng ta đã từng đề cập né tránh rủi ro là một cái đường cong lồi, đúng không? Chấp nhận rủi ro là một đường cong lõm, và trung dung tức là giữa hai đó thì hầu như nó giống giống như một đường thẳng. Nhưng mà thật ra nếu ta vẽ ra, em thử vẽ bài này đi, em sẽ thấy nó không hoàn toàn thẳng đâu, đúng không? Đường thẳng chỉ có được khi ta cầm cái thước ta gạch thôi, chứ nếu mà khi ta nối các điểm lại thì hầu như khó mà là một đường thẳng lắm. Nhưng ta nói cái dạng của nó là một đường thẳng đấy. Thế thì hôm trước vì sao là nói là người chấp nhận rủi ro thì rõ ràng một cái giá trị xác suất đó nó lại nhỏ, vì một lẽ đơn giản ta sẽ thấy là vì họ chấp nhận rủi ro, thành ra những cái giá trị, nếu các em để ý những giá trị nhỏ đó thì đối với họ nó ít xuất hiện thì cũng không có đâu. Nhưng rõ ràng những giá trị lớn thì chỉ cần một cái xác suất không không đủ lớn thì đối với họ họ cũng sẽ quan tâm tới một cái giá trị lớn đó. Giống như ta thấy trong thực tế thì ta đã từng nói với người chấp nhận rủi ro là gì, là có máu cờ bạc đó, đúng không? Liều lĩnh, sẵn sàng đánh đổi. Như vậy thì ta đã biết là những cái may mắn hay những cái cơ may đó thì rõ ràng xác suất xuất hiện rất cao đấy. Thế thì khi đó ta sẽ thấy là trong cái bảng quan niệm xác suất đó thì một cái giá trị nhỏ, xác suất nhỏ thì cũng sẽ tương ứng với một cái giá trị điều kiện lớn. Như vậy mặc dù ta không vẽ ra nhưng rõ ràng ta nhìn đến đây ta có thể đoán được ai là loại người rồi, phải không? Đúng không em? Đấy. Thế thì ta sẽ thấy đây ta nhìn các cái giá trị lớn thì ta thấy là người A phải một cái xác suất lớn thì cái giá trị đó họ mới chấp nhận, nhưng ở người B một xác suất nhỏ hơn thì ta thấy rõ ràng xét về việc chấp nhận rủi ro người B chấp nhận cao hơn rồi, phải không? Và hãy nhìn cái xác suất của người C đi, đó là giữa hai người A và người B, vì vậy người C là trung dung, có đấy. Mặc dù ta không vẽ ra nhưng ta cũng có thể đoán được là cái việc đoán như vậy. Em vẽ ra em sẽ thấy, và lại tất nhiên giả sử ngay cả một cái đường cong lồi nó cũng không phải hoàn toàn là nó liền lạc giống như là thầy biểu hiện đâu, đúng không? Vì nó là nối các cái điểm mà, như vậy nó sẽ có những cái đường thẳng đó nó sẽ hơi gãy khúc, đúng không? Nhưng cái hình dạng nó vẫn là một cái hình dạng lồi. Hình lõm cũng vậy, đó là người B, vâng. Như vậy khi ta đã thấy cái bảng này và ta làm được cái bảng lợi ích thì câu 2 là quá dễ đối với chúng ta, đúng không? Cái cách tính thì nó cũng giống như OV thôi. Ta cứ dân cái xác suất và chúng ta đã từng khẳng định ta luôn hành động với một cái lợi ích cao nhất. Như vậy thì cứ giá trị EU nào lớn nhất thì đó là ta sẽ thấy. Thì đó là bài 1, bài 2 ha. Thực ra là bài 1 rồi đấy, ta thực tập về vẽ cái hàm lợi ích thôi, phải không? Ta
Ta làm bài 3 đi các em. Ta làm bài 3. Gặp bạn quyết định. Thầy ơi, cái chỗ mà nó để là tỷ lệ giá trị là 35:1 là sao vậy thầy? Mình tính các giá trị điều kiện sao vậy thầy? Nếu thắng, đặt cược và thắng, tỷ lệ giá trị là 35:1. Rồi, vậy chắc em chưa hay chơi mấy cái cờ bạc rồi. Có nghĩa em đặt 1, em được 35, phải không? À, dạ dạ. Em đặt 1, dạ. em được 35. Vậy như em Phương dạ. Thảo hỏi không? Em hỏi cái là thầy biết là em chắc là chưa chơi đến cờ bạc và chưa phải không? Dạ. Phải không? Ừ. Thì bây ta là báo quyết định cũng dễ phải không? Tất nhiên bây giờ thầy sẽ gọi thử sao? Dạ dạ nó là cái nó chọn hai 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 quyết định với hai trạng thái thôi đúng không thầy? À đúng rồi, nhưng mà để thầy gọi bạn khác thử coi coi như thế nào nha. Em Phương Thảo phải không? À em cứ từ từ, còn những bài sau dành cho em nữa không sao ta. Bây giờ coi bạn nào đó giờ mà thầy chưa nghe tiếng vậy. Như vậy lớp ta như có bạn Lưu Vĩ Hào nè đúng không? Bạn Lưu Vĩ Hào. Bạn Lưu Vĩ Hào. Và một bạn là Tiến Hưng, Nguyễn Tiến Hưng, hai bạn đó. À, xin chuyển qua lớp khác đó ha. Và đã qua lớp khác thì học với các bạn hơn. Ở đây nhiều khi các bạn không có học lắm. Rồi. Đây. Bỏ tên hai bạn. Bạn nào đây nhỉ? Các em làm xong hết rồi mà phải không? Tất nhiên lúc ta xem cái danh sách thì em Trần Trung Nghĩa ngay từ đầu đã không có. Em Đức Minh làm xong chưa? Đức Minh
Đoạn Phương Thảo đã nói về cái số lượng phương án và trạng thái rồi đó. Điều còn lại là em chỉ gọi tên và nêu các giá trị điều kiện cho bản quyết định, đúng không? Ta đã từng nói bản quyết định phải có những cái thành phần đó. Anh Đức Minh, không chơi. Em Út Quân chưa xong à? Sao thầy không nghe em nói gì hết? Nãy bạn Phương Thảo nói thầy nghe rất rõ mà tới em cái thầy không nghe gì hết vậy? Các bạn khác có nghe bạn Đức Minh nói không? Các em? Dạ em cũng không nghe. Chắc là bạn bị lỗi mic rồi. Thôi vậy thôi, để chuyển qua bạn khác đi ha, chúng ta tốn thời gian lắm. Bây giờ cái coi bạn nào vậy, bạn nào tới giờ thầy cũng chưa. À được rồi, bạn Phương Anh nè. Phương Anh, bây giờ em đang hay đọc cái bảng. Bây giờ tên của các phương án và tên của các trạng thái cùng các giá trị điều kiện tương ứng với từng phương án. Đâu đọc thử coi. Dạ thưa thầy, là có hai phương án là đặt cược và không đặt cược. Chính xác. Rồi tiếp tục. Hai trạng thái đó là thắng hoặc là thua. Đặt cược thắng giá trị là 350, đặt cược thua giá trị là -10. Không đặt cược giá trị thắng là 0, không đặt cược giá trị thua cũng là 0. Dễ mà không em? Trời ơi, cái câu A này mà em mà làm không được là thầy cũng bó tay rồi. Nó ta đã xong cái chương 3 rồi mà cái bản quyết định này là cái thuộc loại đơn giản nhất cuộc đời của ta. Rồi, nhưng câu B thì chắc còn dễ hơn nữa phải không? Vì sao vậy? Cái câu B người ta đã cho xác suất cho em cho rồi đó. Ơi bây giờ làm câu B đi, để ta ra coi hai một phương án là chắc chắn là cái EV của cái không đặt cược bằng không rồi, nhưng mà EV của đặt cược là bằng bao nhiêu? Một em, cái này không cần nhiều thời gian tính toán đúng không em? Đâu là nhỉ, Phương Vi đi. Phương Vi tính xong chưa? Thầy cho em 1-2 phút nữa Phương Vi. Tính xong chưa? Đánh cái giá trị lên cho mọi người thấy luôn, để khỏi mất công là em đang mang mic em đó. Phương Vi đánh cái giá trị lên coi.
giống không các em? Dạ em thấy giống bạn. Giống mà em Phương Thảo giống mà các em nam này có giống không anh Quân? Anh Quân không lẽ ta nam ta lại tính chậm hơn bạn nữ rồi. Giống không? Vậy dấu âm này có nghĩa là gì? Có nghĩa là xét về tổng thể, luôn luôn ta tham gia vào cờ bạc, ta luôn luôn là bị thua. Không. Cho dù là một cái tỷ lệ thắng là bao nhiêu đi nữa. Nhưng mà các em để ý, đây, các em có để ý cái quy luật không? Luôn luôn cái tỷ lệ mà người ta chung thắng cho em luôn nhỏ hơn cái xác suất mà các em thắng. Thì ở đây có 38 số nhưng cái tỷ lệ thắng chỉ là 35 thôi. Tỷ lệ có nghĩa là gì? Là những người tổ chức đó luôn luôn là thu được lợi nhuận không em? Mình đang nói về mặt tổng thể, tức là chứ ta không có nói về mới tiến hành có một hai ván nha. Nếu mà có vài ván thì có thể là nhập cái, có thể là bị lỗ. Nhưng nếu mà một cái cờ bạc nó đang tổ chức một khoảng thời gian đủ lớn thì nhà cái sẽ luôn luôn là thắng, đúng không? Cái người thắng, cái người tham dự luôn là thua. À. Nhưng vì sao giá trị kỳ vọng là âm nhưng người ta vẫn tham gia vào cờ bạc? Đấy. Thì vậy em hãy tính. Tất nhiên cái câu C ta dễ nói rồi đúng không? Chắc chắn sòng bạc nào cũng thích các cái khách hàng mà những người chấp nhận rủi ro tham gia cả. Với những người chấp nhận rủi ro thì khi đó một cái xác suất nhỏ cho có một cái giá trị thì họ cũng chấp nhận được cái này là chúng ta được chấp nhận. Bởi vì mặc dù xác suất nhỏ thì cái giá trị đó là mình được sẽ lớn. Ta vừa thấy vậy. Một cái xác suất ở đây thắng là bao nhiêu? Vì 38 số như vậy gọi là xác suất em thắng chỉ là 1/38 thôi không? Cái viên bi anh chỉ rớt vào một số khi cái bánh xe roulette nó dừng lại. Đó là 1/38. Nhưng rõ ràng khi họ thắng, họ sẽ được gấp 35 lần. À, đó là một cái động lực khiến cho chúng ta tham gia vào các cái trò chơi cờ bạc ma rủi. Thì bây giờ tới cái câu D này nè. Những người mà không tham gia đó, thì đối với họ cái lợi ích của cái trò chơi này là như thế nào? Vì vậy ta dễ dàng tính được cái lợi ích kỳ vọng của người tham gia chơi này rồi, phải không em? Em tính đi ra bao nhiêu? Lợi ích kỳ vọng của người mà tham gia cát cược, tức là thực hiện cái phương án ở đánh cược đấy, hay là đặt cược đấy, coi ra là bao nhiêu? Rồi, ngoài bạn Phương Thảo xem còn có bạn nào mới không nha. Hãy tạo điều kiện cho những bạn từ đó giờ chưa phát biểu được chút xíu ha, tham gia vào. Nhờ vào quan nữ đi, Thủy Tiên xong chưa? Em Thủy Tiên. Dạ chưa, chưa tính ra. Rồi. Cái tính ra, cái tự tính ra. Một em nữa đi. Ta chuyển qua một em nam đi hả? À. Em đang ở đó giờ chưa ra. Em Đại Dương nè. Đại Dương, tính ra chưa em? Dạ chưa thầy ơi. Em đang tính.
Không lẽ bọn Phương Thảo tính lệ dữ vậy ta? Mình tính toán một tỷ lệ đa phần là các cái nam tính toán rồi toán là giỏi mà. Ừ, thì thấy cho hai ba lớp gì còn cho phần nữ tính trước không? Đây. Cho về một bạn nữ khác nè ha. Các bạn nam này cho lâu quá. Quốc phát có ra chưa em? Ra cho em. Dạ em chưa ra thầy. Ồ, khó dữ vậy hả? Tại nhiên sao không hiểu. Bây giờ giá trị cái lợi ích kỳ vọng đó, tức như ta đã có cái giá trị lợi ích của hai giá trị điều kiện đó rồi đúng không? Đúng không Phát? Dạ.
Đâu em đọc thử coi hai cái giá trị lợi ích của hai giá trị điều kiện đó là bao nhiêu. Có sức thì ta có rồi không? Nãy thầy nói. Vì 38 cái, 38 số chỉ có thắng 1 trong 38, đó là 1 phần 38 đúng không? Yeah. Còn lại là chắc chắn là 37 phần 38 rồi. Yeah. Nhưng bây giờ ta phải biết được giá trị lợi ích của hai cái, ta chuyển từ tiền tệ đó qua lợi ích đấy. Theo em là giá trị đó là như thế nào? Dạ, chỗ 350 thì mình lấy U 350 bằng 10 đó thầy. Đúng rồi, vì đó là giá trị lớn, đúng không? Trời dễ quá rồi. Đây chỉ có hai giá trị đối với một người chơi đó thì rõ ràng giá trị lớn. Ta sẽ lấy một cái lợi ích cao nhất là 10 hay 100 giữa tùy, đúng không? Rồi xong đó thì ở kia là bằng 0. Vì vậy em tính ra là bao nhiêu khác? Mình lấy 10 nhân cho 1 phần 38 thôi. Ừ. Dạ. Vậy em ra cái tỷ số là bao nhiêu? Dạ là 5 phần 19. Ra luôn một con số luôn đi, ra một con số lẻ luôn đi. Không phải mấy? Dạ không phải 263. À, đúng không? Ta thấy xét về một giá trị lợi ích thì nó cũng không cao lắm, nhưng nó luôn xuất hiện một cái giá trị lợi ích. Đó là động lực khiến cho người ta tham gia vào các cái trò chơi ma túy cờ bạc. Mặc dù xét về giá trị tiền tệ thì nó là ảnh. Nhưng mà điều đó cho thấy là gì? Chắc chắn đối với người không chơi thì cái lợi ích của họ đó luôn nhỏ hơn cái không phết của cái người chơi là tức là không phết 263. Như vậy đó là cái khoản lợi ích của cái người không chơi chỉ là từ 0 cho tới 0.263. Dùng lẽ đơn giản nếu mà họ cao hơn thì họ đã bắt đầu tham gia vào cái cuộc chơi rồi nha. Đó là ta muốn cho em làm câu đề để hiểu cái ý nghĩa đó thôi. Bây giờ mới bắt đầu thực sự làm nè. Bây giờ là cái bài 4 nè, làm đi, đúng không? Bây giờ ta xem bài 4 câu A thì dễ rồi đúng không? À,
Cô A là ta đang thực hành lại về LV đó không? Okay. Rồi sáng ta thực hành luôn đi, tính đi ra LV bằng bao nhiêu để quyết định có đưa sản phẩm ra thị trường hay không. Thầy ơi, cái màn hình bên em nó bị đen thui luôn á. Thầy ơi. À, nó không có hiện lên đó hả? Đúng rồi. Thì mới nói thì mới thấy là tại gì? Tại tập 4 của chúng ta đâu rồi? À, đây, đây, đây. Thầy nói như vậy thôi chứ mỗi em đều phải có in cái bài tập này hả? Khi thầy nói à bài số 4 cái em mới dở ra bài số 4 ra phải không? Rồi cho thầy một cái kết quả đi. Giờ một em khác ha. Em Anh Thư. Ừ đi. Anh Thư em có kết quả chưa? Dạ, em cho cái giá trị đi coi các bạn có giống không. em ơi, bằng 30 ngàn là đưa ra sản phẩm. Tức là cái EV của em là 30 ngàn đúng không? Đúng không các em? Dạ em cũng hay giống bạn thôi. À, nói chung hai ba bạn mà kết quả giống thì là giống rồi ha. Thật ra cái này đâu có gì khó ha. Phải không các em? Chúng ta chỉ ôn lại. Cái này những cái mà chúng ta đã làm rất là nhuần nhuyễn ở chương 3 rồi. Nhưng mà cái này mới bắt đầu là chúng ta ở cái chương 4 nè, phải không? Bây giờ nhìn cái bảng xác suất thì ta biết đây là cái loại người gì, tức là thái độ
là chấp nhận rủi ro hay né tránh rủi ro? Em em Phương Thảo đã, tất nhiên những em như em Phương Thảo thì cũng tính đồ lẻ là thấy rồi. Bây giờ thầy đang muốn hỏi em hồi nãy là Đức Minh à, em trở lại mạng rồi, em trở lại rồi phải không? Rồi hãy nói quan điểm của em coi, những cái xác suất này đang thể hiện cái tính cách gì của người ra quyết định, tại sao? Từ cái xác suất mà sự không khác biệt hả? Dạ em nghĩ là tại vì EV của không đưa nó nhỏ. Thầy chưa nghe em nói lớn lớn chút xíu mình. Dạ em nghĩ là thể hiện tính cách chấp nhận rủi ro. Vì sao? Dạ tại vì EV của không đưa nó nhỏ hơn EV của đưa sản phẩm ra thị trường. Cái nào ở đâu em đang em tính cái EV là như thế nào đâu vậy? Em đang đề cập trở lại cái câu A đúng không? Như vậy theo em là em tính EV nó là như thế nào? Đâu nói nó cho thầy con tính EV là thế nào? Thì EV của không đưa thì là bằng không, nhỏ hơn EV của nếu đưa sản phẩm ra thị trường là 30.000. Nhưng mà em biết vì sao ra 30.000 không? Dạ biết. Rồi em biết dễ thì sao em có 30.000? Dạ lấy, thì lấy lợi nhuận nhân xác suất rồi cộng lại. Em lấy bao nhiêu giá trị lợi nhuận nhân cho xác suất? Trong tổng số 6 giá trị em lấy bao nhiêu giá trị lợi nhuận? Thêm con số đi, trong tổng số trước mặt chúng ta được thấy 6 giá trị lợi nhuận này em lấy bao nhiêu giá trị lợi nhuận đi nhân cho xác suất? Dạ em lấy 0.1 nhân cho Minh. Dạ em lấy 0.1 nhân cho 150 cộng 0.25 nhân cho 100. Bây giờ em chỉ cho thêm con số thôi, trong 6 cái giá trị lợi nhuận này em lấy bao nhiêu giá trị? Để em, dạ, em lấy hết. À đúng rồi, phải lấy hết chứ. Đây tại sao em lại nói là có đưa hay không đưa thì chưa rõ. Thế làm sao em biết cái nào là không đưa? Hả? Dạ ý là nên đưa sản phẩm ra thị trường đó. Ừ, đúng rồi, vì nó là 30.000, nó có lợi nhuận. Rồi hồi nãy em đang đề cập tới vấn đề không đưa. Cái ý là thầy đang hỏi khi em nói tới không đưa tức là em phải thấy một cái giá trị nào đó hay một cái yếu tố nào đó để mà em dựa vào đó em nói là không đưa. Như vậy là không đưa là em căn cứ vào đâu để em nói không đưa? Dạ không, ý là em nói là có đưa, nên đưa sản phẩm ra thị trường đó. Ừ, đúng rồi. Được, ta đang đề cập tới câu B, em lại đề... Ồ dạ. Dạ câu B. Vậy em lại trở lại cái câu A. Câu B nè, câu B ta hỏi là nhìn vào cái xác suất không khác biệt này cho thể hiện quan điểm của người ra quyết định này thì ta thấy người này có tính cách là gì, chấp nhận rủi ro hay né tránh rủi ro, vậy thôi. Tất nhiên câu trả lời chỉ là một trong hai cái tính cách đó thôi. Vậy giờ phải đi tính ưu trước đúng không thầy? Thật ra ta nhìn xác suất là ta cũng có thể nói được rồi, nhưng mà đúng là về cái tính toán ta phải tính ra ưu đúng không? Nhưng bây giờ em nhìn cái xác suất em cũng có thể đoán được đây là người chấp nhận hay là né tránh rủi ro. Và trước chúng ta đã thảo luận được đó rồi mà quên rồi.
Bữa trước thầy thảo luận em có nghe không? Mới đây là các bạn mới trước nè. Khi đề cập tới ba người á, ABC đó. Minh lúc đó em đã vào lớp chưa? Như em dạ, vào từ đầu đúng không? Hơi lắc nên em không có. Có để một bạn nữ giúp em đi. Em Thái Thanh thì chắc nắm rõ nè, giải thích cho bạn Minh coi cái xác suất này đang thể hiện cái tính cách người chấp nhận rủi ro hay né tính rủi ro, tại sao? Em nghĩ là người trung dung, tại vì cái trung dung vì sao em gọi em biết là trung dung? Tại vì trong cái câu B thì người ta bỏ đi, cái ông này bỏ đi cái lợi nhuận của 150.000 với lại âm 100.000. À, vì sao người ta không đề cập tới cái đó theo em? Giả sử ta đưa thêm 150.000 và âm 100.000 vào được không? À, cái đó mình tự tính kìa. Dạ, không, không cần thiết. Nhưng mà giờ ta đưa hai giá trị đó vào được không, Thanh? Khi đó xác suất không khác biệt nó là gì? Em không biết đó thì đây là không được. Hãy xem trở lại bài 1 thôi. Trở lại bài 1 nè. Các em có thấy không? Một giá trị lớn nhất và lớn nhất và nhỏ nhất thì cái xác suất nó là bao nhiêu? Được chứ là không em, nhưng vì người ta không ghi vô, bởi vì người ta đang muốn thử cho em đang có nhận ra điều đó và em có biết cái chuyện đó không. Những cái chuyện hiển nhiên đó luôn luôn là một cái giá trị thì điều kiện lớn nhất và nhỏ nhất, đúng không? Thì cái xác suất không khác biệt của lớn nhất luôn luôn là bằng 1 và nhỏ nhất là bằng 0. Yeah. Rồi, trở lại. Như vậy là người ta sẽ thấy là cái người mà theo cái quan điểm các xác suất này sẽ là một trong hai loại người là chấp nhận rủi ro hay né tránh rủi ro. Như vậy là Thanh, em vẫn chưa xác định được à? Vì nãy em đang nói về trung dung, đó là trong câu hỏi người ta đâu có cái người trung dung đó. Có phải không? Bây giờ là em Minh đã biết đây là người gì rồi không? Em Minh à, thì để một em khác đi cho nó. Ủa Thái Thanh là sáng em đã có dự lớp rồi mà, lúc này là lúc mà thảo luận như cái này là có em mà, có phải đúng không? Dạ đúng, mà lúc đó em chưa hiểu bài lắm đó mà, nên là em học thêm vào buổi này. Vì vậy bây giờ là em hiểu chưa? Nếu em hiểu thì em trả lời được rồi. Hả? Bây giờ em vẫn ở cái tình trạng chưa hiểu bài lắm. Rồi. Tiếp tục, em nhân nghĩa đi. Em nhân nghĩa. Ta đã đề cập cụ thể chỉ có hai cái tiếp người hay là hai loại người là chấp nhận rủi ro và né tránh rủi ro. Nhân nghĩa, theo em, với cái thể hiện các cái xác suất này, xác suất không khác biệt cái này hay là cái xác suất chấp nhận, chấp nhận rủi ro này,
Hả? Dạ, thầy em nghĩ người này là người trung dung mà. Trung dung thì sao? Em nghĩ là trung dung. Tại vì em dựa trên những cái xác suất này thì em vẽ ra một cái biểu đồ thì nó là em đã vẽ rồi à? Em vẽ sơ đây thầy. Thì em thấy nó là giống như một dạng đường thẳng. Thì em nghĩ người này là trung dung. Các bạn khác có vẽ ra chưa? Các bạn đã vẽ ra chưa? Ta có 95, 70, 50 và 25 thì ta thấy là đều cách nhau, đều nhau là 25 hết đúng không? Vậy nếu một cái giá trị tương đối đều nhau và các cái khoảng cách này cũng là đều nhau thì người ta sẽ thấy là có thể là đường thẳng đấy chứ, có phải không? Các em khác vẽ ra thử có phải là đường thẳng giống như bạn Nhân Nghĩa đã vẽ không? Như vậy mặc dù người ta nói các lợi ích có phản ánh thái độ của người chấp nhận rủi ro hay né tránh rủi ro hay không thì rõ ràng câu trả lời của chúng ta là gì? Em Nhân Nghĩa. Câu trả lời của em là gì? Vậy em đang nói đó là người trung dung hay gì? Câu trả lời của em. Dạ, em không biết sao nữa thầy. Ừ. Thì em nghĩ anh Cao là người trung dung. Nhưng mà trả lời của em. Dạ, em không rõ nữa thầy. Ôi trời ơi, em phải trả lời chứ. Bây giờ tạo chắc lợi ích có phản ánh thái độ của người chấp nhận rủi ro hay né tránh rủi ro hay không? Dạ nãy em mới vừa nói em ra cái kết dạ là quả là người trung dung, như vậy thì cái trả lời của em là gì? Dạ trả lời của em là không. Chúng ta là không đúng không? Và chúng ta phải giải thích tiếp, bởi vì các cái xác suất này đã cho thấy đây là người trung dung chứ không phải là người chấp nhận rủi ro hay là né tránh rủi ro. Rồi tất nhiên nếu ta tính EU thì chuyện đó không có gì khó đối với chúng ta đúng không? Bây giờ ta xem cái bài kế tiếp, bài 5. Ở bài 5 này, đó là cái người quản lý sẽ phải quyết định trong cái khung giờ cao điểm ấy, là sẽ đưa ra một cái hài kịch hay chương trình thực tế. Và theo cái tỷ lệ quá khứ và thăm dò thì cái mức độ chấp nhận chương trình cho trong bạn. Như vậy bây giờ người ta nói sử dụng cách tiếp cận giá trị kỳ vọng chương trình nào sẽ được chọn. Như vậy ta sẽ tính cái đại lượng mà cái giá trị kỳ vọng này là giá trị kỳ vọng của cái gì các em? Bởi vì ta phải, người quản lý phải quyết định là chiếu chương trình nào, như vậy thì rõ ràng đây là giá trị kỳ vọng của cái yếu tố nào. Yếu tố mà trước mặt chúng ta đấy, nó gọi là tên là gì? Phần trăm khán giả xem. Không, đó là mức độ chấp nhận chương trình đó, đúng không? Chính xác. Nếu ta phải dùng từ chính xác. Phải không? Dạ. Cảm ơn em Ngọc Dạo. Đây là trước mặt chúng ta nè. Mức độ chấp nhận chương trình. Có nghĩa là chắc chắn tôi là người quản lý, tôi sẽ chiếu cái chương trình nào mà khán giả chấp nhận nhiều hơn. Phải không? Như vậy ở đây chúng ta thấy một cái dạng bài toán, nó không còn là tiền bạc nữa. Nó không còn là chi phí nữa. Chi phí về mặt thời gian hay là chi phí về tiền nữa. Mà đây chính là cái sự chấp nhận chương trình của người xem. Đấy. Như vậy thì từ cái ta xác định như vậy thì rõ ràng khi đó em tính OV đó là gì? Là mức độ chấp nhận chương trình kỳ vọng. Nếu em đang ghi một cái lời giải thì cái lời giải mà đúng đắn nhất phải là cái câu đó. Đúng không? Chứ ta ghi
cái giá trị kỳ vọng, tao không biết là cái giá trị gì. Cái giá trị nhỏ ở đây chính là mức độ trách nhiệm chương trình kỳ vọng. À, từ đó thì ta cũng dành cho xác suất, đúng không? Được không em? Tính ra được chưa? Ta biết cách tính không? Sao suy nghĩ và tính ra thử coi. Và sẽ cho thầy biết kết quả nha, chương trình nào được chọn. À, ngoài Phương Anh có ai nhỉ? Nãy em mới thấy có Phương Anh. À, Ngọc Dao, Kim Ngân. À, kỳ này là toàn là xuất hiện các em nữ không ha? Chưa thấy em nam. Rồi, bây giờ Phương Anh, giá trị kỳ vọng của mỗi chương trình là bao nhiêu? Cho kết quả thử coi. Giá trị kỳ vọng của hài kịch là 26%, của chương trình thực tế là 24,5%. Ừ. Còn hài kịch. Hài kịch. Dạ, hài kịch là 26%. Đúng không? Hai em Kim Ngân và Ngọc Dạ giống như bạn mình không? Dạ giống. À, nó đâu có gì khó rồi, em cứ lấy xác suất này em dân tương ứng vào, đúng không? Đó là một cái chúng ta nhớ lại thôi. Ở B thể hiện cái quan điểm thôi chứ không gì cả. Vậy giới sẽ trả lời cô B, ta sẽ trả lời như thế nào? Sự ma rủi thích hợp là gì? Thật ra em đọc mình suy nghĩ nhiều, cái câu trả lời là nằm ở ngay phía dưới đó, đúng không? Đó, chính là thể hiện ở cái các cái xác suất của cái lợi ích khi mà chiếu các cái chương trình này, mà các cái xác suất đây đã thể hiện dựa trên cái mức độ chấp nhận đấy. Rồi chúng ta làm một bài nữa về lý thuyết trò chơi nhé, bài 6 đi em, để ta ôn lại.
Rồi em là xong rồi. Rồi đối với một cái bài tập về lý thuyết trò chơi thì đầu tiên điều mà ta phải nhận định là cái bảng này là dành cho bên nào. Đó, rõ ràng cái bảng này là dành cho quân đỏ. Thì ta thấy là có quy luật chung là các cái bảng dành cho bên nào thì bên đó thường sẽ được thể hiện ở ở bên trái, và các cái chiến lược sử dụng được thể hiện ở hàng. Còn bên còn lại sẽ là cột nha. Lẽ tất nhiên giá trị này là thể hiện ở quân đỏ. Thì vậy quân đỏ thắng có nghĩa là quân xanh thua, không các em? Đầu tiên ta phải xác định điều gì các em? Đầu tiên tôi xác định đây có phải là một chiến lược thuần túy hay không, bằng cách nào? Ta còn nhớ không? Để xác định đây có phải là một chiến lược thuần túy không thì ta Phương Thảo. Dạ, xét xem maximin của quân cái chiến lược đối quân đỏ có bằng minimax của cái chiến lược đối quân xanh hay không, đúng không? Ừ. Maximin của quân đỏ. À, cái giá trị có bằng minimax của quân xanh hay không, bởi vì ta đã nói quân đỏ là thắng và quân xanh là thua, mà tức quân xanh phải là hành động sao mà thua ít nhất, phải không? Tức là minimax. Vậy hai giá trị đó không bằng nhau thì khi đó không có xuất hiện chiến lược thuần túy, và mỗi bên phải sử dụng hỗn hợp, ta gọi là chiến lược hỗn hợp, tức là một tỷ lệ thời gian ở sử dụng chiến lược này, tỷ lệ thời gian khác của chiến lược kia nha. Từ đó ta sẽ xác định P và Q. À, P đối với vùng đỏ và Q đối với vùng xanh. Rồi hai em cho thầy hai cái giá trị P và Q coi. Để xem một bản khác đây hả? Ngoài đây mà em Phương Thảo với các bạn nào khác không? Thanh này em sắp chưa em? Dạ em đang tính thầy ạ. À. Em đặt tên và cứu quần đỏ bao nhiêu? À, rồi tính thử coi. Còn em là P ha, thôi giờ Thanh Hiền sẽ tính là P. Còn một em nữa tính là Q, tức là cái người chơi B đó. Quân, em xin lỗi, người bên quân xanh đó. Đó. Bên quân xanh là Q. Một bản án đi. À. Nãy nhân nghĩa rồi, quốc pháp rồi. À. Ủa, chị cũng hết mấy bạn nam rồi. Thôi giờ bạn Bi đi. Bạn Bi sẽ tính Quy nha, cho thầy và các bạn biết. P bằng bao nhiêu Thanh Hiền? Dạ thầy, là em tính ra 2 phần 3, B bằng 2 phần 3. Đúng không các em? Phương Thảo? Dạ em cũng ra giống bạn ạ. Ừ. B em ra B có phải bằng 2 phần 3 giống như bạn Thanh Hiền không? Dạ giống.
Rồi như vậy còn khuya em làm xong chưa? Quy á, tức là bên quân xanh á, em làm xong chưa? Dạ, em 5 phần 6. Đúng không Thanh Hiền? Thanh Hiền em làm quy chưa? Dạ, quy em cũng là 5 phần 6. Ừ, rồi thôi được rồi. Như vậy thì khi ta ra như vậy, ta không phải để một giá trị P và Q nhé. Ta phải có kết luận phải không các em? Kết luận là gì Thanh Hiền? Đối với P của em? Kết luận của em là gì? Gì? Trong việc sử dụng chiến lược hỗn hợp này. Dạ. Dạ thầy, là xác suất hay thời gian quân đỏ dành cho chiến lược tấn công của nó là 2/3. Và xác suất hay chiến lược tấn công của quân xanh là 5. Không thầy đâu, em chỉ là quân đỏ thôi, em kết luận như vậy là chưa đầy đủ. Em hiểu ý thầy nói không? Em hiểu ý thầy nói không? Khi em ra được cái P rồi, phải kết luận cho cái việc sử dụng các chiến lược vì ta dùng chiến hỗn hợp mà. Vì vậy đối với quân đỏ thì sẽ sử dụng chiến lược gì? Hả? Dạ, thầy làm chiến lược tấn công là 2/3 thay vì mình dùng chiến lược phòng thủ là 1/3. À, không phải thay vì và sẽ sử dụng chiến lược phòng thủ là 1/3, đúng không? 1/3 đây 1/3 thời gian đấy. Dạ. À. Rồi. Nói các em chút xíu nha. Rồi tương tự như vậy, B em sẽ phải phát biểu như vậy, đúng không? Đối với Quy cũng vậy nha. Rồi giá sau đó thì ta phải tính giá trị của trò chơi đối với mỗi bên nữa, có phải không? Giá trị trò chơi là bao nhiêu? Cho thầy một cái giá trị đó đi. Chắc chắn hai bên sẽ bằng nhau rồi đó, khi ta đã nói sử dụng đó. Đâu em Thanh Hiền cho một cái kết quả giá trị trò chơi đi em. Dạ, kết quả giá trị trò chơi là 33,33. À đúng rồi, giống như em Bi cũng đưa ra kết quả giống nhau không? Đó là 100/3 đấy, phải không? Chắc chắn ta chỉ cần tính một thôi và ta sẽ biết là cái người đối thủ đó giá trị trò chơi, vì ta nói rằng các giá trị các bên nhận được đều như nhau mà. Đây. Vậy đâu có gì khó em với cái việc này, thì nhưng ta sẽ gặp khó hơn khi mà ta phải chuyển từ cái một cái bảng về cái lý thuyết trò chơi này từ 33 xuống thành 22, hay nói khác đi, ta phải tìm chiến lược bị chi phối, đó là bài kế bên đấy. Bài số 7, tìm chiến lược bị chi phối đi em. Vậy ta chỉ cần một em thôi ha. Sau đó ta sẽ bắt đầu nghỉ giải lao và để chuyển qua cái chương mới là chương 5. À. Bởi vì các cái câu kế tiếp thì ta đã vừa làm ở chương 6, ở cái 6 rồi, ở bài 6 rồi. Rồi suy nghĩ đi để coi coi trong cái bài 7 này, chiến lược nào của A và B là bị chi phối. Để xem coi. Thank you.
Rồi em nói xác định rồi. Đối với em đó là A mấy và với B là B mấy, phải không? Hãy nhớ so sánh từng cặp nha. Và phải giải thích khi xác định đó là một chiến lược bị chi phối. Cũng là anh Phương Thảo nữa ha. Sau giờ một bạn khác đi ha. Gia Bảo. Gia Bảo. Chăm chia em xác định được chưa? Gia Bảo. Gia Bảo đâu? Gia Bảo đâu? Gia Bảo đâu? Xong chưa em? Dạ em đây thầy. Xác định được chưa? Dạ em nghĩ là chiến lược Maximin đó thầy. Không, bây giờ người ta đang nghe, em nhìn cái bài 7 không? Bài 7 câu A, chiến lược nào bị chi phối để giảm trò chơi xuống là 22. Bây giờ em phải giảm xuống 22 chứ là em mới bắt đầu tính được là cái Maximin với Minimax có bằng nhau hay không chứ. Em có hiểu là cái trình tự ta làm không? Chứ ta gặp là 3 hay 4 cái phương án thì ta phải giảm xuống tìm các chiến lược bị chi phối. Em tìm được chưa? Đối với A là A mấy? Dạ em chưa tìm được thầy. Ok, thôi được. Để bạn Nguyên Ngọc, thì nãy thầy thấy như có em Nguyên Ngọc đúng không? Dạ. Rồi Nguyên Ngọc. Dạ là dạ người chơi A thì sẽ là chiến lược A3 bị chi phối. Là tại vì vì sao? Tại vì ở chiến lược A2 thì 5 lớn hơn 2, 4 lớn hơn 3, trừ 3 lớn hơn trừ 4. Cho nên là chiến lược A2 sẽ luôn tốt hơn, cho nên sẽ A3 sẽ bị bỏ. À đúng rồi, bây giờ ta trong cái là giải ta phải ghi là gì đúng không? Chiến lược A3 là chiến lược bị chi phối. Vì so với chiến lược A2 thì các giá trị đều nhỏ hơn. Có phải không? Ta không cần liệt kê cụ thể giống như em. Em chỉ nói vì so với một cái chiến lược nào đó thì các giá trị nó đều bị nhỏ hơn. Có nghĩa là trong thực tế việc áp dụng đó là không cần thiết, đúng không? Dạ. Rồi như vậy khi giờ ta bỏ A3 rồi thì ta mới xác định B nha. Nhớ em phải theo thứ tự là em phải xác định ở cái bảng đó của đối thủ nào trước, đối thủ đó trước rồi sau. Dạ còn ở là đối thủ còn lại đúng không? Của cái người chơi còn lại. Ok. Dạ, còn ở người chơi B thì chiến lược B1 bị chi phối là do khi mà xài chiến lược B2 thì nó sẽ luôn có lợi cho người B hơn vì nó đều là có cái mất mát ít hơn. À, có cái giá trị tốt hơn đúng không? Thật ra phải mất mát, người B2, người B cũng có lợi đấy, nhờ người B được 1 đấy, không phải là mất đúng không? Mình phải nói các cái giá trị tốt hơn, đúng không? Sao đó. So với B2 thì B1 thì giá trị cái việc thực hiện B2 sẽ tốt hơn. Để ta sẽ chỉ còn B2, B3 và A1, A2 thôi. Các em thấy không? Khi mà ta đã xác định chiến lược bị chi phối ta nhớ gạch liền nha. Để không trong quá trình ta tính ta lộn. Rồi, như vậy còn lại là chắc chắn ta làm được hết, phải không? Rồi, ta nghỉ giải lao nha các em. Các bài còn lại các em tự làm nha. Chúng ta theo đồng hồ thầy là 2 giờ rưỡi nè, chúng ta nghỉ 25 phút tới 2 giờ 55 chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi, nghỉ giải lao đi các em. Tỉnh táo lại ha. Học phục lại.